Mặt em nhiều mụn lắm nhưng mà cái phấn này nó che khuyết điểm cực kỳ hiệu quả luôn. Phấn kem này, phấn kem lạnh 450.000 một hộp, một hộp phấn một lõi thay thế. Một hộp phấn này 450.000 nha mấy chị. AGE20 của Hàn Quốc. Cái này nổi tiếng lắm, em bán cái phấn này đến bây giờ là tầm 3 năm rưỡi rồi mấy chị. Em đánh phấn này 3 năm rưỡi rồi. Nên là mấy chị ấy mà có nhu cầu về phấn là chụp hình lại cái mẫu này, inbox cho em 450.000. Đó, mẫu này một lõi là 450.000 nha mấy chị. Trời ơi, son nó bị nhạt nhòa, phai phai dấu tình nồng rồi. Phải đi tìm cây son, trời ơi, đánh cây son, chờ tí cây son. Quánh cây son cái, chờ em xíu em vào lấy cây son. Đây, son đây, son đây. Nhiều chị cứ bảo là Trang làm ngực đẹp mà chỉ chỗ cho chị, các chị nên nếu muốn làm ngực nhắn tin cho em đặt đúng bác sĩ mà làm ngực cho em. Bởi vì các chị hiểu này, khi đi làm ngực ấy, các chị mà gây mê rồi thì các chị cũng không biết bác sĩ nào làm ngực cho các chị nha. Nên là mình phải làm ở những nơi uy tín và những nơi mà có sự tin tưởng tuyệt đối. Giống như chị đi làm em dặn lịch đặt chỗ, em cào mù cũng mà đó. Các chị thấy sao môi bóng không? Sử dụng một lớp mặt nạ ủ môi Laneige bôi trước khi đánh son. Son này. À nhân viên ơi, thay đổi chiến thuật. Chị nào mua đồng hồ, một là lấy kính, hai lấy cây son. Đây là cây son quốc dân. Cây son này chị nào đánh không đẹp em trả lại tiền. Cây son này em đảm bảo luôn, em bán đến cả gần 1 triệu cây son này rồi. Chị nào đánh không đẹp em trả lại tiền. Thị trường người ta bán rất nhiều son, rất nhiều màu, rất nhiều xì tai. Và ai cũng quảng cáo là không chì, thì em khẳng định với mấy chị, son mà không có chì thì không thể giữ màu nha. Chỉ là hãng son nào, loại son nào nó có độ chì được cho phép trong chuyên ngành sản xuất mỹ phẩm. Son mà không có chì thì làm sao nó giữ màu. Nên các chị đừng có ước mơ là son không chì, nó phải có chì. Và mỏ em nó hồng như vậy là các chị theo dõi vào ban đêm, em hay live stream bôi vào cái mỏ em một thứ mặt nạ ủ môi Laneige 415.000, hộp lớn 20 gram nha. Cây son này 335.000. Chị nào mua đồng hồ sẽ được tặng một cây son trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay nha. Còn đâu, em thì nói chung là em không có nhiều. Em cũng chỉ dám chơi tất tay, em live stream có 20 người xem thì có khi được một cái đơn hàng, em mất 2-3 cây son là cùng lắm một ngày em cũng thế thế thôi mấy chị. À. Cây này bình thường là 335.000, nhưng dĩ nhiên là khi em nhập một lần 50.000 cây ấy, thì giá nó sẽ khác, nó sẽ mềm hơn, thì mới có giá để mà tặng cho mấy chị Souvenir. Đó, Mamone số 23, cây son quốc dân 335.000, còn phấn này đó. Rồi bây giờ em sang mã đồng hồ khác nha. Nó em sang mã đồng hồ khác này.